Chào mừng các bạn đến với gian hàng Bi Việt Nam. Thực chất đó là một gian hàng hay là một công ty của Trung Quốc đang kinh doanh máy tính bảng giá rẻ ở thị trường Việt Nam. Như các bạn thấy là ở đây có rất là nhiều người quan tâm đến cái sản phẩm này bởi vì nó quá rẻ. 1.380.000 cho máy và 20.000 cho cái bàn phím rời có bao da. Và đây họ đang trình diễn chiếc phim 3D từ chiếc máy tính bảng Bi lên cái màn hình 3D. Siêu cơ bản. Mọi người đây đang xem bằng cái mắt kính hai màu. Đây là cái bàn phím 20.000 đồng. Chúng ta không thể tưởng tượng được. 20.000 đồng. Chưa được 1 lít xăng. Dĩ nhiên, với cái máy Android thì việc chiếu một cái phim MKV 3D không có gì là phức tạp cả. Đây là những cái thành phần cấu tạo lên cái máy mà Bi Việt Nam trưng bày. Chúng ta thấy có màn hình, bo mạch chủ để chơi game, pin, cũng như là hai chú Android nhìn rất là đen đen bẩn bẩn. Trong thế giới Android thì rõ ràng Bi ở cái tầm thấp nhất. Google đã tạo ra một hệ điều hành mà có thể đi đến mọi phân khúc. Rất là nhiều hãng từ cao đến thấp đều sử dụng hệ điều hành này. Và rất là nhiều người được trải nghiệm cái hệ điều hành này. Không phải lúc nào các bạn zoom ra thì nó cũng ra. Hai chục ngàn, tội gì chúng ta không bấm thử. Đây là hình ảnh những cái người mua sản phẩm Bi Việt Nam. Và kể cả anh vợ mình cũng mua hai cái. Nhớ nghĩ rằng Bi Việt Nam là máy tính bảng của Việt Nam. Người Trung Quốc rất là giỏi để làm hình ảnh. Các bạn thấy là ở đây có những anh chàng giống như là nhân viên kỹ thuật trong những cái nhà máy lớn đứng ở đây. Và chúng ta có một hình ảnh khá là hoành tráng, giống như là họ cho chúng ta cảm giác rằng những cái máy này được lắp ráp ở Việt Nam và những quy trình rất là rõ ràng. Kiểm tra máy, đóng gói, tinh tinh ở đây. Như là một cái dây chuyền sản xuất vậy. Tuy là những cái máy móc để sản xuất rất là sơ khai. Mỏ hàn. Một anh công nhân kỹ thuật hay một anh công nhân hoặc là một kỹ thuật đang gắn cái máy vào. Bi 500, 1.380.000. Chạy Android 4.0. Thử chơi game. Cảm ơn các bạn.